Thank you.
Ôi, nắng thế mà bố không đội cái mũ. Nắng quá. Em bé ơi, bây giờ lấy đủ cây ấy là thế. Lấy đủ cây rồi, bây giờ còn thiếu mấy cái cột nữa. Thế thì bố bảo mẹ thì ở nhà đi để em đi lấy cột. Thế thì mẹ bỏ đi lấy cây tí, lấy về xong chiều làm nhà tắm luôn. Vâng. Em ở nhà với bố mẹ đi lấy cây nhá. Bố đi làm mệt lắm rồi, mẹ đi thay một lúc. Cà với bố nhá. Nhà ngoan ngoan nhá. Bố với mẹ xoa xoa bóp cho em nhé. Kéo tay chà. Kéo cho tay dài ra nhé. Chiu. Làm trò chơi cho em cười nào. Thế bố với làm trò chơi cho em nhé. Đây này, làm nào. Nanh cà cà lung. Chào. Làm nào, bố làm đây này. Đây này. Con cũng cầm tay bố nào. Nành lôm chào. Ủa? Chào. Thôi nhá, em với mẹ đây chơi nhá. Bố đi đào cái nền nhà tắm nhá. Để làm cái nhà tắm để chú cho mẹ tắm nhá. Mẹ với em tắm nhá.
Ờ à, xong, xong rồi. Vào nghỉ ngơi thì đã. Ờ à, xong rồi má. Xong rồi chuẩn bị đi lấy cát đi. Cả nhà đi lấy cát đi. Thầy bảo đi cùng nhau đi sang ít cát về đổ nền đi. Vâng. Mà cái nền này không đổ xi măng vào thì mai nó hỏng hết. Em đi tắm suối không? Tắm suối không? Đi suối nhé. Đi suối đi nước đi nhé. Đi suối tắm phốm nhé. Đi. Đi. Xuống nước đi. À, chưa anh cứ bơi kìa. Ôi, sướng đi. Anh tắm sướng đấy, ối. Ôi, sướng đấy.
con đi vào nhà đi. Này Bảo ơi. Dạ. Anh đi lấy xi măng luôn đây. Vâng. Lấy xi măng về làm cái nền luôn. Mày bảo đi lấy cái khâu đỏ đi. Múc nước. Em bảo đi, không sợ nó khóc đấy. Bé nó ra đây chơi mát rồi mà. Vâng. Làm cái nhà tắm cho em tắm nhé. Làm cái nhà tắm cho em tắm nhé. Em uống nước không? Không, em uống rồi nhỉ. Em uống chưa? Em uống nước rồi. Ô, bố ra mồ hôi nhiều chưa này? Bố ra mồ hôi nhiều lắm nhỉ. Bố làm việc nóng.
nằm ở đây chơi một lúc nhá, mẹ đi làm việc một tí nhá. Em nằm đây nhá, bố với mẹ đi làm cái nhà tắm đi, xong xong đi nhá. Bắt tay nào, tốt nè. Lên một cây thôi. Em ơi, em đỡ bên kia đi, cho anh đóng bên này đi. Ơi, ui nóng đấy nha. Nóng không? Mẹ bảo ở nhà trông nhỏ nhé, anh chị lấy cọ bị lợt nốt. Vâng. Em ở nhà với mẹ nhé.
bé rồi đấy, mai em bé với mẹ tắm ở trong này á. Sao?